quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Lại có thêm những Việt Á. Nói thẳng, ngành xăng dầu lắm chuyện thâm cung, cần đại phẫu gấp. Công an tỉnh Bình Định xác minh tin báo tội phạm vụ nguyên bí thư huyện giả chữ ký ôm 138 hectare đất rừng. Lại có thêm những Việt Á. Thưa quý vị, chỉ là kiểm tra ngẫu nhiên, thanh tra đã phát hiện dấu hiệu chênh lệch giá gần 80 tỷ đồng trong các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test và thuốc phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, y như vụ Việt Á. Máy X quang di động DR của hãng Philips là một thiết bị được nêu trong kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vaccine và thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được thanh tra chính phủ ký ban hành. Chiếc máy thuộc một gói thầu mua sắm thiết bị, đơn vị trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT. Chỉ có điều giá trúng thầu cao một cách bất thường, cụ thể cao gấp 4,67 lần giá vốn nhập khẩu với số tiền chênh lệch là gần 19 tỷ đồng. Không chỉ là một cái máy X quang, chênh lệch giá xảy ra ở hầu hết gói thầu mua sắm. Kit test chiết hóa chất dùng trong xét nghiệm COVID-19 cao gấp gần 3 lần so với giá vốn nhập khẩu, đẩy chênh lệch gần 6,7 tỷ đồng. Sản phẩm LC Multi RNA Virus Master 200 giá trúng thầu cao gấp hơn 2,6 lần so với giá vốn nhập khẩu, chênh lệch gần 4,5 tỷ đồng. Ngay cả tại gói thầu mua trang phục khẩu trang y tế nữa cũng có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại là 6,3 tỷ đồng. Dấu hiệu thì y chang vụ Việt Á, vẫn là chuyện mua bán qua các khâu trung gian, vẫn là chuyện nâng giá thổi giá, vẫn là lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh cấp bách và đằng sau nó chắc chắn là dấu hỏi về những cú bắt tay ngầm, về sự chia chác, đưa nhận hối lộ. Số người liên quan trong đại án Việt Á giờ đã nhiều đến mức không còn đếm, còn nhớ nổi nữa. Nhưng có lẽ Việt Á không hề là cá biệt khi còn có rất nhiều những Việt Á chưa bị phát hiện khác nữa. Sau các cuộc thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ một số sai phạm tới Bộ Công an để điều tra xử lý hình sự. Cần phải mở ngoặc, đây là một cuộc thanh tra được thực hiện ngẫu nhiên ở tại một trong 63 địa phương với chỉ một số trong rất nhiều gói thầu mua sắm. Nhưng với xác suất sai phạm rất lớn, có cảm giác cứ sợ đến đâu là phát hiện sai phạm đến đó. Không ngẫu nhiên mà Quốc hội đã lựa chọn việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 là nội dung giám sát tối cao trong năm 2023. Nếu được làm chặt chẽ, nghiêm túc, có thể coi đây là một cuộc kiểm tra toàn diện, một lần test để phát hiện những con virus trong hệ thống. Có lẽ cần một lần đau để loại bỏ virus, để bịt những lỗ hổng trong việc mua sắm, không chỉ đối với trang thiết bị vật tư y tế. Nói thẳng, ngành xăng dầu lắm chuyện thâm cung, cần đại phẫu gấp. Thưa quý vị, kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương với 11 thương nhân đầu mối Việt Nam chính thức hé lộ nhiều chuyện thâm cung nhưng chẳng quá bất ngờ. Còn tồn tại thương nhân đầu mối không nhập khẩu xăng dầu trong quý 1 và quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, năm 2021, công ty vẫn nhập khẩu đủ sản lượng tối thiểu theo quy định. Một số thương nhân đầu mối không nhập khẩu xăng hoặc nhập khẩu ít hơn mức tối thiểu do Bộ Công Thương phân giao. Một số đại lý thương nhân nhượng quyền có ký kết hợp đồng với thương nhân đầu mối nhưng không mua hàng hoặc mua với sản lượng ít, chỉ mua hàng tại một số thời điểm trong năm. Qua kiểm tra thực tế, một thương nhân tồn kho xăng dầu tại một số thời điểm thấp hơn mức quy định, chưa đảm bảo mức dự trữ quốc gia tại kho tuần sau, nhưng lượng tổng tồn sổ sách tại cùng thời điểm của các kho cao hơn quy định. Những vi phạm được Thanh tra Bộ Công Thương chỉ ra như trên không gây bất ngờ bởi thời gian vừa qua, dư luận đã đặt nghi vấn về việc thị trường xăng dầu thật sự thiếu nguồn cung hay do doanh nghiệp đại lý cố ý găm hàng, ngừng bán. Tình trạng thương nhân đại lý không chấp hành quy định về nhập hàng, tồn kho chỉ mới xuất hiện gần đây hay là đã tồn tại từ lâu và bộc lộ rõ khi có những diễn biến bất ngờ trên thị trường thế giới cùng biến động lớn về nhu cầu nội địa. Trong khi hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, thì cuộc sống của người dân ở các đô thị không ít thời điểm đã bị đảo lộn. Họ phải rồng rắn xếp hàng dài, chờ đổ xăng dù nửa đêm hay sáng sớm, hình ảnh khó tin trong thời điểm phát triển nền kinh tế số. Ở góc độ vĩ mô, tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là ảnh hưởng đến mục tiêu phục hồi và phát triển sau dịch COVID-19. Với những vi phạm được Thanh tra Bộ Công Thương chỉ rõ, chắc chắn sẽ có thương nhân đầu mối và đại lý xăng dầu bị xử phạt theo quy định của pháp luật, đồng thời phải khắc phục những vi phạm sai sót tồn tại.
Chẳng hạn, thương nhân không có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian một quý sẽ bị rút giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, không ít vi phạm sẽ bị xử lý, xử phạt hành chính nhẹ nhàng. Chưa kể, với một số vi phạm được kết luận là do quy định chưa rõ ràng, chồng chéo, dẫn đến cách hiểu khác nhau, doanh nghiệp dù vô tình mắc lỗi hay cố ý lách luật cũng sẽ thoát nạn ngoạn mục. Còn những thiệt hại khó có thể bù đắp mà người dân và nền kinh tế phải gánh chịu trong thời gian vừa qua thì đến nay vẫn chưa rõ địa chỉ trách nhiệm. Ngành xăng dầu đang tồn tại nhiều vấn đề lớn cần cấp bách xử lý trên bình diện tổng thể. Trong đó, quản lý nguồn cung chỉ là một nội dung, xây dựng công thức giá xăng dầu vừa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, vừa tiếp cận thị trường là một bài toán hóc búa. Chi phí định mức, hoa hồng cho đại lý cần được tính toán ra sao để không gây áp lực lên giá bán lẻ, song cũng không khiến người kinh doanh bị thiệt thòi. Bởi lẽ, công bằng mà nói, tình trạng nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu ngừng bán hàng có nguyên nhân trực tiếp từ việc bị cắt giảm chiết khấu, càng kinh doanh càng lỗ. Sứ mệnh của quỹ bình ổn giá xăng dầu đã đến lúc cần chấm dứt chưa? Chu kỳ điều hành giá có nên tiếp tục rút ngắn? Đại lý xăng dầu có được chủ động, linh hoạt lấy hàng từ nhiều nguồn thay vì phải mua của thương nhân đã ký kết? Và còn hàng loạt những vấn đề khác. Cần một cuộc đại phẫu ngành xăng dầu, sẵn sàng sửa đổi, bãi bỏ những quy định chưa rõ ràng, mạnh dạn xây dựng cơ chế chính sách mới đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và bám sát tín hiệu thị trường, tăng mạnh mức xử phạt hành chính, phá vỡ thế độc quyền nhóm và công khai minh bạch hơn nữa. Chỉ khi đại phẫu thành công, mối nguy mất an ninh năng lượng mới có thể được giải tỏa từ gốc. Công an tỉnh Bình Định xác minh tin báo tội phạm vụ nguyên bí thư huyện giả chữ ký ôm 138 hectare đất rừng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bình Định chính thức tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ của ba cha con nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạch, Nguyễn Đình Kim đã ra quyết định xác minh tin báo tội phạm. Sáng 26 tháng 12, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Bình Định vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ giao đất, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ việc 138,4 hectare đất rừng phòng hộ của ba cha con nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạch, Nguyễn Đình Kim do thanh tra tỉnh chuyển đến. Hiện cơ quan công an đã ra quyết định xác minh tin báo tội phạm, vụ việc được giao cho phòng BC03, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định trực tiếp thụ lý xác minh. Vụ việc hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ của ba cha con nguyên bí thư huyện ủy Vĩnh Thạch, Nguyễn Đình Kim, thanh tra tỉnh Bình Định đã có quyết định số 915 ngày 11 tháng 11 năm 2022 kết luận. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạch giao đất cho những trường hợp tại tiểu khu 176A Vĩnh Hòa cũ, nay là xã Vĩnh Hiệp và 169 xã Vĩnh Hảo không đúng đối tượng. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng, nhận quyền nhượng quyền sử dụng đất cũng không đúng quy định. Có dấu hiệu thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ giao đất, đứng tên hộ, gây thiệt hại cho nhà nước 138,4 hectare đất rừng phòng hộ, có dấu hiệu tội phạm. Việc giao đất rừng phòng hộ khởi nguồn bắt đầu diễn ra từ năm 2004 và 2007. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Bình Định, nguyên bí thư huyện ủy Vĩnh Thạch Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp, đều có quan hệ họ hàng với ông bao gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai, có 4 trường hợp, sau đó thực hiện chuyển nhượng. Kết quả cuối cùng là hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ về tay của ông Kim và hai con trai ruột. Trả lời với phóng viên Dân Việt qua điện thoại sau khi có kết luận thanh tra, vị nguyên bí thư huyện ủy Vĩnh Thạch xác nhận có sự việc này. Ông Nguyễn Đình Kim lý giải, họ nhờ lúc đấy vận động người dân không ai làm, rồi người nhà nói tôi làm giúp cho họ. Phóng viên đặt ra câu hỏi việc tự viết đơn giả chữ ký làm giúp hồ sơ xin giao đất, ông nhận thấy hành vi của mình có sai không? Ông Kim nói rằng, không có gì, tại vì vận động lúc đấy không có ai làm nên tôi làm giúp họ. Tuy nhiên, đối với những vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng đất rừng của gia đình thì ông Kim từ chối trả lời và cho biết thanh tra đang làm, bây giờ cứ chờ thanh tra. Trong tổng số 138,4 hectare đất rừng phòng hộ của ba cha con, ông Nguyễn Đình Kim, riêng hai hộ ông Kim 85 hectare và con trai Nguyễn Đình Sơn 30 hectare năm 2022 đã thực hiện việc chuyển nhượng đất rừng phòng hộ sang cho bà Lâm Thị Vân và các bên đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Nhưng đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Vĩnh Thạch chưa thực hiện chỉnh lý biến động chuyển quyền sử dụng đất từ hộ ông Sơn ông Kim sang cho bà Vân. Vụ việc sai phạm bị phát hiện, cơ quan thanh tra buộc thu hồi toàn bộ diện tích 138,4 hectare đất rừng phòng hộ của ba cha con ông Kim. Thanh tra tỉnh Bình Định khẳng định, để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Đình Kim là nguyên bí thư huyện ủy Vĩnh Thạch, Trần Công Xí, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạch, Lưu Ngọc Cường, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,
Nguyễn Hữu Xuân, nguyên trưởng phòng kinh tế hạ tầng nông thôn huyện, Nguyễn Văn Long là nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện. Tổ thẩm định hồ sơ giao đất, ông Mang Văn Giáng, hiện đang là phó chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Lê Văn Thuận đang là phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và Đặng Bá Quang đang là hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và địa chính các xã Vĩnh Hòa Cũ, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Hảo và các tập thể cá nhân liên quan đến vi phạm. Trước đó Dân Việt đã thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thành đã ký công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thống nhất nội dung kết luận thanh tra việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạch của chánh thanh tra tỉnh. Có 5 vấn đề chính được thanh tra, đây đều là những vụ việc sai phạm đất đai mà Dân Việt đã liên tục phản ánh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạch thời gian vừa qua. Trong đó, đa số những nhân vật liên quan đều có mối quan hệ là vợ hoặc người thân của gia đình lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện này.